Trân trọng kính chào khán giả Người TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ Hai, 7 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo báo Tuổi Trẻ đưa tin ngày hôm nay, Chủ tịch nước Việt Nam là Võ Văn Thưởng sau khi đi Vatican về được 10 ngày, đã dẫn đầu một phái đoàn bao gồm ông Nguyễn Văn Nên là Bí thư Thành ủy Sài Gòn và ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam và đã gặp Tổng Giám mục Nguyễn Năng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như Tổng Giám mục và Vũ Văn Thiên là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam tại văn phòng Hội đồng Giám mục ở tại Sài Gòn cuối đường Pasteur. Theo tờ báo cho biết là ông Võ Văn Thưởng đã cho biết là trong chuyến thăm vừa qua rất tốt, hai bên đã đồng ý mở cái văn phòng thường trực của Tòa Thánh ở tại Việt Nam. Báo này cũng trích lời ông Thưởng nói, phải nói rằng đồng bào Công giáo tham gia rất tích cực, mang đến thành tựu chung đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực xã hội, chăm sóc cho người bệnh, người nghèo, người yếu thế, thiếu nhi, thiếu niên. Tôi thấy những việc làm đó sáng lên tinh thần đoàn kết, tinh thần phục vụ của tín đồ Công giáo. Ngược lại, Tổng Giám mục Nguyễn Năng cũng cho biết là một số nét chính về giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như những đóng góp của cộng đồng giáo dân trong đợt dịch Covid-19 nói riêng và công cuộc phát triển đất nước nói chung. Và trên màn hình quý vị thấy hồi nãy, Tổng Giám mục Nguyễn Năng đã tặng cho ông Thưởng cái bức hình mà chụp ở Tòa Thánh khi mà vợ chồng ông Thưởng và phu nhân là bà Phan Thị Thanh Tâm được hội kiến Đức Giáo Hoàng Francis. Đổi lại thì ông Võ Văn Thưởng cũng tặng cho Tổng Giám mục Nguyễn Năng một cái bình sứ, ở trên đó có cái hình tòa nhà vàng ở ngoài Hà Nội, tức là phủ chủ tịch. Mà đặc biệt ở trong cái cuộc viếng thăm này thì ông Võ Văn Thưởng có tiết lộ cho biết là cá nhân ông cũng như Việt Nam rất muốn nâng cái quan hệ cao hơn nữa với lại Tòa Thánh Vatican. Nhưng mà Hồng Y Perodin, tức là thủ tướng của Tòa Thánh, cho biết là hãy từ từ, chúng ta làm cho tốt rồi chúng ta sẽ đi cao hơn nữa. Đó là theo lời ông Võ Văn Thưởng nói với lại Hội đồng Giám mục Việt Nam và tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam ở Sài Gòn ngày hôm nay. Sang qua tình hình Pakistan, thưa quý vị, một vụ chật đường rầy xe lửa làm ít nhất là 30 người chết và hơn 100 người bị thương. Chuyện này xảy ra ở tại coi như là cái quận Nawasplas ở cái tỉnh Sindh, cách thành phố Karachi là lớn nhất của Pakistan khoảng 275 km. Chiếc xe lửa nó có 10 toa và trên đó thì đi bị chật đường rầy. Đến sáng ngày hôm nay người ta cứu một số người ra, còn một số người vẫn bị kẹt ở trong những cái toa xe lửa này. Bây giờ người ta đang điều tra xem vì sao xảy ra cái chuyện chật đường rầy xe lửa như vậy. Hồi năm 2021, xin lỗi quý vị, cũng ở tại cái tỉnh Sindh này xảy ra vụ chật đường rầy xe lửa làm 56 người chết và hơn 100 người bị thương. Chúng ta biết là bên Pakistan lâu nay cái hệ thống đường rầy xe lửa rất là cũ kỹ. Nhiều chính phủ của Pakistan đã tìm cách sửa chữa bằng cách là họ tham gia vào cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc để có cái tiền sửa chữa những hệ thống đường xe lửa này. Nhưng cho đến nay thì chưa có gì cả, cho nên hệ thống đường xe lửa rất là cũ kỹ. Đức Giáo Hoàng Francis hôm nay trở về từ Bồ Đào Nha sau khi ngài đi dự Đại hội Giới Trẻ ở bên Bồ Đào Nha và thăm cái thánh địa Fatima. Trên đường về, Đức Giáo Hoàng như thông lệ vẫn có những cuộc họp báo ở trên chiếc máy bay chở ngài. Và khi được hỏi là những phụ nữ và những người đồng tính vẫn bị giáo hội coi như là không chấp nhận thì ngài nghĩ sao? Thì ngài đã nói như thế này, trả lời rằng là giáo hội mở rộng cửa cho tất cả mọi người, cho dù là đồng tính hay không đồng tính. Tuy nhiên nó có những cái quy định mà phải tuân theo. Đó là theo lời Đức Giáo Hoàng nói như vậy. Đức Giáo Hoàng cũng nói thêm rằng là tất cả mọi người đều là con Chúa, có thể là họ có những cách mà sống khác nhau nhưng phải tuân thủ theo cái quy định. Chẳng hạn như là phóng viên đặt câu hỏi là ví dụ như phụ nữ không được làm linh mục, hoặc là những người mà đồng tính không được làm hôn thú, làm coi như lễ cưới ở trong nhà thờ. Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là cái điều đó phải từ từ làm, điều đó không có nghĩa là đẩy họ ra, mà giáo hội không đẩy ai ra cả, nhưng phải tuân thủ một số cái quy định. Thì có thể nói rằng là đây là cái lời trả lời của Đức Giáo Hoàng không phải lần đầu tiên, mà trước đây Đức Giáo Hoàng cũng đã từng nói tôi là ai mà phán xét những người này. Thì cho thấy Đức Giáo Hoàng có cái quan điểm cấp tiến, nhưng mà rõ ràng ngài cũng chưa có thay đổi được những cái quy định của giáo hội Công giáo La Mã. Sang qua tình hình Ukraine, cơ quan tình báo nước này cho biết vừa bắt một người phụ nữ mà theo tố cáo người này âm mưu ám sát ông Tổng thống Zelensky khi mà ông thăm khu vực Mykolaiv cuối tuần vừa qua. Đó là theo tình báo của Ukraine cho biết như vậy.
Theo họ cho biết trong cuộc họp báo sáng ngày hôm nay là chủ yếu người phụ nữ là tìm cách theo dõi thời điểm và những cái nơi nào mà ông Zelensky đến để báo cho bên Nga để mà có thể là pháo kích trúng vào ông này. Đó là theo bên Ukraine cho biết như vậy. Họ không cho biết tại sao mà họ có thể có những thông tin này. Trong khi đó thì thưa quý vị, Nga vẫn tiếp tục pháo kích vào những khu vực ở cái thành phố Kherson cũng như thành phố Kharkiv của Ukraine, làm ít nhất là 3 người bị thiệt mạng và một số người bị thương ngày hôm nay. Và tình hình ở tại Kherson bây giờ rất là khó khăn. Quân đội Nga đang tiếp tục đốt những cái nhà của người dân ở đây cũng như của thành phố. Đó là theo lời bên cái ông thống đốc Oleksandr Prokudin của thành phố này cho biết như vậy ở trên trang mạng xã hội. Sang qua tình hình Đông Nam Á, thưa quý vị, chắc quý vị cũng biết cuối tuần qua Philippines tố cáo là Trung Quốc xịt vòi rồng cản một cái tàu của Philippines mang đồ tiếp tế ra cái bãi cỏ mây. Ở cái bãi cỏ mây này từ năm 1999 Philippines có một cái tàu lủi lên đây để giữ cái chủ quyền ở cái bãi đá này. Và từ đó thì thỉnh thoảng họ vẫn tiếp tế lương thực cho cái tàu này, cho binh sĩ trên tàu này. Thì tự nhiên hôm thứ Sáu vừa qua thì tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xịt vòi rồng. Và đến ngày hôm nay thì sau khi Mỹ phản đối cái chuyện này, Mỹ cho rằng đây là hành động khiêu khích và có thể là kích động cái điều khoản số 4 trong cái hiệp ước đồng minh giữa Mỹ và Philippines có từ năm 1951, tức là Mỹ trong tương lai có thể cùng Philippines đi tuần tra khu vực này cũng như là hỗ tống các cái tàu của Philippines để mà mang lương thực ra cho cái bãi cỏ mây. Ngoài Hoa Kỳ ra thì thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thêm một số nước khác nữa cũng phản đối hành động của Trung Quốc. Đó là Úc, Nhật và Đức cũng nói rằng hành động của Trung Quốc là nguy hiểm và làm bất ổn khu vực. Riêng Tòa Đại sứ của Canada ở Manila nói rằng Canada lên án mạnh mẽ các hành động nguy hiểm và khiêu khích của Trung Quốc. Rồi bên phía Philippines thì Ngoại trưởng Manudo hôm nay cũng đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc đến để mà phản đối. Rồi Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines hôm nay cũng tuyên bố là Philippines sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của mình và không chấp nhận những hành động của Trung Quốc. Rồi cũng liên quan chuyện này thì bên phía Trung Quốc họ cũng không có xuống nước. Họ nói rằng là những gì chúng tôi làm là nó kềm chế và đúng theo luật quốc tế. Và sáng ngày hôm nay Trung Quốc đã bắn tin yêu cầu Philippines kéo cái tàu đi, bởi vì Trung Quốc cho rằng cái bãi đá đó thuộc trong thẩm quyền của mình. Thì quý vị biết là Trung Quốc tuyên bố 90% Biển Đông là chủ quyền của họ. Thì cái bãi đá cỏ mây cũng nằm trong cái đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc luôn. Thì từ năm 99 đến giờ Philippines giữ thì Trung Quốc cho rằng là anh giữ đó là bất hợp pháp và Trung Quốc bây giờ yêu cầu là Philippines phải kéo tàu đi. Tức là không, anh được không giữ, không được giữ chủ quyền bởi vì cái bãi cỏ mây nằm trong vùng chín đoạn của chúng tôi. Đó. Mà cái đường lưỡi bò chín đoạn này thì quý vị cũng biết là nó bất hợp pháp. Bởi vì năm 2013 Philippines đã kiện ra tòa trọng tài quốc tế và năm 2016 tòa trọng tài quốc tế đã tuyên bố là bất hợp pháp, nhưng mà Trung Quốc không quan tâm chuyện này, họ bác bỏ chuyện này và họ tiếp tục nói rằng cái bãi cỏ mây là của họ, trong khi trên bãi cỏ mây bây giờ có một cái tàu của Philippines, mặc dù cái tàu này đã cũ kỹ. Thì sở dĩ Trung Quốc nói rằng là họ xịt cái vòi rồng là thứ nhất cản trở không phải là vấn đề cung cấp lương thực, mà họ cho rằng Philippines đem đồ ra đó để sửa cái tàu này, để cho cái tàu này nó gọi là sống dài hơn. Tức là bây giờ cái tàu này đó là Trung Quốc họ bao vây, Philippines khó vô lắm, vô chỉ mang lương thực vô thôi đó. Thì họ đợi đến khi cái tàu này rệu rã là không còn cái tàu, hiện nay nó gọi là không thôi. Thì họ nghi là Philippines mang đồ ra hàn khung để cho giữ cái tàu vẫn còn nguyên trên đó, thì vẫn là của Philippines, bởi trên cái tàu là cắm cờ Philippines đó, tranh chấp là như vậy. Và cuối cùng thưa quý vị, một chuyện căng thẳng ở tiểu bang Alaska cuối tuần vừa qua. Bên phía Mỹ cho biết là họ phát hiện có 11 chiếc tàu chiến của Nga và Trung Quốc đi gần đến cái đảo, cái tiểu bang Alaska, cụ thể là cái đảo Aleutian Island. Bên Mỹ đã đưa 4 cái khu trục hạm ra để mà đối phó. Và chuyện này đã được Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, hai thượng nghị sĩ liên bang của Alaska là ông Dan Sullivan và bà Lisa Murkowski theo dõi rất là sát sao. Và họ cho biết là họ liên tục theo dõi cái chuyện này và coi là Nga và Trung Quốc làm cái gì. Bên phía phát ngôn viên của Tòa Đại sứ Trung Quốc ở tại DC thì nói rằng là họ chỉ đi mà thôi, đi tuần chứ không dính dáng gì cả, và họ đi trong vùng biển quốc tế.
Tuy nhiên bên Mỹ thấy rằng là họ đi quá gần, mặc dù biển quốc tế nhưng mà chưa bao giờ có 11 cái tàu của Nga và Trung Quốc tập trận mà đi như thế. Cho nên họ không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên họ đưa 4 cái tàu ra canh chừng và máy bay nữa. Đó. Thành thử ra thưa quý vị, trong cái lúc mà Trung Quốc và Mỹ đang căng thẳng như vậy, rồi cái chuyện mà Mỹ với Nga cũng căng thẳng trong cuộc chiến Ukraine, thì tự nhiên người thấy 11 chiếc tàu đi ra đó thì người ta phải nghi ngờ. Và ông Sullivan cũng như bà Lisa Murkowski cho biết là mọi chuyện cho đến giờ phút này là vẫn yên bình. Và sáng ngày hôm nay thì 11 cái tàu này đã rời khỏi khu vực. Nhưng mà nhiều người ta cho rằng có thể đây là hành động thăm dò của Nga và Trung Quốc xem phản ứng của Mỹ như thế nào. Và chúng ta biết là Alaska là cái tiểu bang xa xôi của Mỹ, không có gắn liền với Mỹ. Và nó giáp ranh với lại Nga, nó chỉ cách cái eo biển Bering mà thôi. Thì cái đảo Utulan nó là cái đảo rất gần. Đó, thành thử ra ở đây chỉ có hơn 1 triệu dân thôi. Có một số căn cứ của Mỹ nhưng mà nhiều khi không đủ. Thành ra Mỹ phải điều thêm 4 cái tàu chiến ra để mà nghênh cản, để mà thăm dò, canh chừng xem mấy anh này làm cái gì. Thì đó là cho thấy chuyện nó căng thẳng giữa 3 cường quốc trên thế giới liên quan đến cái vùng mà tiểu bang Alaska. Đó là những tin đáng chú ý trong điểm tin trong ngày gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào những gì sau.